Hello, chào anh em. Hôm nay mình vừa về một cái cây Rapeka của cái anh khách anh ấy đặt. À, cây này thì anh ấy đặt riêng nên mình cũng chỉ có thể review qua qua cái ngoại hình cho anh em xem thôi nhá. Đây là con Rapeka của STS này. Đấy. Toàn bộ những cái phần gỗ của nó sẽ là gỗ thật. Đấy, phần nòng này bằng kim loại này. Que thông nòng bằng kim loại này. À, chân trống bằng kim loại này. Cái chữ A và cái ống chích khí thì là bằng nhựa thôi. Đấy, mác bằng nhựa, body hoàn toàn bằng nhựa. Bên trong thì chúng ta có một cái bộ gear, bộ bánh răng gear bằng kim loại. Và cái phần tay kéo blowback thì hãng STS họ đã fix rồi anh em nhé. Phần tay kéo họ đã thay bằng một cái tay kéo nhôm rồi. Đây là chúng ta sẽ không quan ngại về cái việc là nó bị gãy nữa đâu. Bên này thì chúng ta cũng có một cái thước ngắm này. Đấy, cũng bằng kim loại, chúng ta có thể điều chỉnh được. Đây điều chỉnh ở cái mắt thước ở đây. Đấy, xoay ở đây là điều chỉnh. Lên xuống thì bằng cái núm này. Đấy. Cái con này thì nó lại không có một cái kẹp để chúng ta kẹp phụ kiện. Không biết là có độ điếc được không thì cái đấy thì chúng ta nói về sau. Bên này chúng ta có một cái tay gạt chế độ bằng kim loại này. Bảo vệ cò bằng kim loại. Đấy, phần blowback thì bằng nhựa thôi. Đấy, và nó vẫn lộ một cái thanh đòn ra. Cái này thì hơi mất thẩm mỹ một chút nhưng không sao. Cây này thì nó nặng tổng là 2,6 cân chưa pin, cầm rất là nặng. Nhưng mà lại được một cái là cái mác của nó này, này, cái mác, cái băng đạn này nó rất là nhiều đạn. Đó, thì anh em nào mà chơi team thì có thể con này thì theo hệ phòng thủ được anh em nhá. Con này thì order nó là vào bao nhiêu tiền nhỉ? Thôi cái này thì sau mình sẽ báo giá cho anh em ở trên order nhé. Con này thì cũng khá là đắt đấy, chứ không rẻ đâu. Khá là đắt đấy. Bởi vì nó đắt ở cái phần gỗ thật này này. Đó. Vậy nha, chào anh em.